Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại là gần 7 giờ sáng, các bạn và anh em mình đang ở phố cổ Hà Nội. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu một clip rất là đặc biệt. Mình sẽ được anh Duy, kênh Hà Nội Phố, dẫn đi ăn sáng ở Hà Nội nhé bạn. Và đây là con đường Hòe Nhai, cũng là một trong những con đường ở phố cổ Hà Nội nhé bạn. Anh Duy và mọi người thì đang đứng bên này. Hello anh Duy, em chào anh Duy, em chào anh Hà Còi. Dạ. Hôm nay thì không biết là anh Duy sẽ dẫn bọn em đi ăn món gì anh Duy nhỉ? Vâng, hôm nay Duy sẽ mời Dũng và team cũng như là mời quý vị bạn đến với phố Hòe Nhai vào thời điểm này là 6:30 nhé. Dạ. Anh muốn mời mọi người là đến đây và đặc biệt là vào buổi sáng sớm để mọi người cùng xem cái sinh hoạt của người dân trên phố cổ nó như thế nào. Dạ. Là, sẽ giới thiệu với mọi người một cái món ăn và Duy nghĩ rằng Dũng và mọi người sẽ bất ngờ. Dạ. Tại sao Duy lại có mặt ở đây và cái đúng, nơi xem. Ăn của anh em mình ấy lại ở trên phố cổ Hàng Trai. À, tức là mình đang ở Hòe Nhai nhưng mà không ăn ở Hòe Nhai mà ăn ở Hàng Nhai cơ. À, Hàng Trai, Hàng Trai. À, chắc là cũng hơi tò mò đấy anh Duy ạ. Nhưng mà rất là nhiều người phố cổ họ có cái thói quen đó. À. Và anh mời các em đến con phố này đó là sẽ đến một cái cửa hàng bán thịt ở đằng phía trước kia. À, bên kia hả anh? À, anh em mình đi chợ à? Chắc là hôm nay anh Duy thì đi chợ, anh Hà thì chắc là người chi các bạn ạ. Đây anh Hà anh xách cái túi rất là to nè. Không biết là bao nhiêu tỷ trong này rồi. Đồ nghề. Đồ nghề. Ôi cá kìa, cá kìa. Ôi. Ôi. Em ôi. Cá to đấy. Đây giống như cái chợ luôn anh Duy nhỉ? Đây là chợ Hòe Nhai. À chợ Hòe Nhai. Đây gọi là chợ Hòe Nhai nhưng mà nó thực tế nó là phố. À đúng rồi, em cứ tưởng là con phố bình thường, chưa thấy chợ đâu. Đây các bạn thấy cá này. Đấy. Cá to đấy. Trong kia kìa, cần kìa. Dạ, có gì em ghé lại em ủng hộ anh. Đây này để em coi thử nhá. Trời ơi, này là cá chấm hả anh? Con này chắc tầm khoảng 7-8 kg các bạn ạ. Bọn em miền Trung, miền Nam. Em miền Bắc anh ạ. Đây. Vui quá anh nhỉ. Mới sáng sớm mà gặp cá to này là hôm nay là vui rồi. Ra phố cổ Hà Nội nhá, em quan sát buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gần như các con phố nào ấy đều có những cái hàng ăn rất là nhỏ nhỏ nhá. À. Và đây mình vào đây mua hả anh? Đấy, em thấy buổi sáng thì rất là nhiều, mình có thể mình chọn những cái ồ đây là thịt bò ấy nhỉ. Trời ơi bò tươi quá. Con chào cô. À cô ạ. Vâng. Mình bán cho con và thái cho con ít thịt để con đi ăn bún đốc cô nhé. Anh đi bắt bún bắp này nhé. Vâng. À mình mua thịt bò để đi ăn bún ốc phải. À hơi lạ đấy. 4 lạng nào đủ. 4 lạng. Để cô thái luôn cho con nhé. Cái này là cái giống như cái chuột của nó không? Cái này bắp. Đây này. Ừ. Cái này bắp ngon. Nhưng mà lõi rùa là ngon nhất, ăn lõi không? Lõi rùa. Lõi rùa hôm vừa rồi con mới được ăn ở Sapa, ngon lắm. Lõi rùa đi ạ. Lõi rùa là ngon nhất đúng không anh? Vâng. Thế là đi buổi sáng sớm này cô mới còn đấy. Chính xác luôn. Là rất là hết nhanh là... Đây ấy này. Trời ơi. Một cái tiệm họ cũng nho nhỏ trên phố Hòe Nhai các bạn ạ. Nhưng mà mình cảm giác như là bán ở đây cái số lượng thịt phải bằng cả một con bò rồi. Ở Hà Nội thì mọi người có hay ra đi mua thịt rồi đem tới quán để quán làm như thế này không anh? Có mà từ thùng quy à khu phố. Dạ dạ. Mà, ăn một dạ. Cái lõi rùa mới một cái bắp nhé, vì dạ. Rùa nhiều thì là đắt tiền. Dạ. Rùa 70 mà lõi thì có 35, bắp thì có 35 thôi. Dạ. Ok. Cô một kia nhé. Dạ. Cô lõi vào một cái bắp nhá. Dạ dạ dạ. Cái lõi rùa đâu nhỉ? Đây lõi đây. Là cái này đâu, nó cũng giống cái bắp cơ nhỉ? Nó khác nhiều. Nó nhỏ hơn, nó dài hơn. Dài hơn mà gân nó nhiều hơn. Gân nó nhiều hơn. Gân giòn. Gân giòn, cần cái này thì cũng nhiều gân ít hơn tí. Nhìn có vẻ giống nhau đấy các bạn ạ, nhưng mà giống đó, không giống đó. Đấy. Bên này là lõi rùa này, bên này là bắp này. Đây. Đấy, mấy người ăn chỗ này là thoải mái, ăn no đến trưa rồi. Là bao nhiêu rồi con? Chỗ này là 157. 157 ngàn. Chỗ này là 112. Dạ. 158. Đấy, em nói anh Hà là người chi chủ sĩ hôm nay mà. Anh Duy là hướng dẫn viên sẽ dẫn mình đi khám phá các món ăn. À, em thấy hai anh là sự kết hợp hoàn hảo đấy. Hôm nay là kêu anh Dũng đưa con đi học rồi. À.
Mình rất là muốn đi cùng anh Dũng Béo trong clip này, nhưng mà anh Dũng Béo bận rồi các bạn ạ. Đây, để mình ra đây xíu cho các bạn thấy là mọi người đang đứng đi chợ này. Dạ, đấy. Đây là cái lõi rùa đúng không cô? Đây này, nhìn cái khác này. Các cái đường gần trắng 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 này. Đấy, đây là bắp. Còn cái bắp nó không có. Đây là bắp, đây. Đấy, cái bắp của nó cũng có, nhưng có ít. Anh ơi, cái này rất là ngon, mình ăn phở ngoài Sapa. Đúng rồi, bữa nhà ở Sapa đó. Đây là ngon nhất, nhưng cái này đó đấy. Đấy, phân nhiều. Đấy, rồi, bắt đầu thái máy nhá. Đúng rồi, con rùa. Đúng rồi. Đấy. Đây gọi là lõi rùa. Cái này mà làm bò khô cũng ngon lắm nhé. Bò ướt, bò ướt, bò khô, bò ướt. Đấy, ngon không? Một con bò nó có khoảng bao nhiêu? Hai lạng. À, hai cái. Hai cái thì nó khoảng mấy lạng gì đó ha? Chưa được một ký đâu. To thì là khoảng 4-5 lạng một cái. Còn nếu mà bé này thì chỉ có hơn một lạng đây này. À, có hơn một lạng này các bạn ạ. Mình rất là may mắn khi hôm nay đi chợ buổi sáng sớm cùng với anh Duy và mua được cái lõi rùa đấy các bạn ạ. Cả một con bò chỉ có mấy lạng như vậy thôi. Hơn 4 lạng thôi, một con bò có hơn 4 lạng đấy các bạn. Dạ. Bò ăn cỏ hả cô? Bò ăn cỏ, tuy nhiên còn nếu mà bò mà kiểu lông trường nó quay năm trọng ý, thì là con nói phải 5-6 lạng một cái. À. Bò ta này kể cả con bò là khoảng tạ rưỡi thì chỉ có 2 lạng mấy một cái thôi. Dạ, dạ. Đấy. Còn nếu mà con bò mà tăng trọng ấy thì là phải 5 lạng hoặc... Tức là bò mà nuôi theo kiểu trang trại ấy thì nó sẽ to hơn, to giống kiểu nó béo á. Ăn nó không thơm. Đúng rồi. Ăn con bò này nó thơm. Con dạ. Bò ăn cỏ thì nó thơm. Dạ. Ăn cỗ của bảo là sao bạn Diễm? Đi ăn phở bình thường có những quán thì rất là dễ bị nhầm, mà khi mà mình trực tiếp mua thế này rồi thì rất là yên tâm. À. Và chỉ có một cái điều mà Diễm hơi lo lắng một xíu thôi, là mình đang thì mỗi lần mình thèm mình lại ra mình gặp anh Duy. Đúng rồi. Không, ra ngoài Bắc con mới biết tới cái lõi rùa chú ạ. Con không biết cái lõi rùa này luôn. Dạ. Mình cái đó là cái gì cô? À cái gáy à? Cái phần này mình nướng lên hay anh Duy anh Hà? Đúng rồi. Cái này mà để lạnh. Cái mang bọc Kobe thì à? Cái này ngon hơn bọc Kobe. À. Cái này là bao nhiêu tiền một cân cô? Cái này 250. 250 mua cái này về làm nướng ở tiệc nhà anh Hà trên sân thượng chuẩn luôn. Cho vay 300. 300 nhưng mà 200. Nhưng mà cái đằng sau cái này này. Điểm đang hỏi để mà ở Sài Gòn mình coi có ai bán thịt bò thì mình còn biết được. Đúng rồi. Bò Kobe đây này. Còn ngon hơn bò Kobe. Của mình xong chưa anh Duy nhỉ? À đang chờ. Ông đi sang bên kia rồi. À cô bán còn ông cầm tiền. Cầm tiền hàng mà cô bán cầm tiền. Ông chỉ cầm tiền lẻ thôi. Ông chỉ bây giờ đấy là số đàn ông được cầm tiền như thế này. Đây à? 208 đây hả? Cái này khấu quá chất lượng luôn, là gấp 2 lần anh em mình ăn bún đốc bình thường rồi. Nhưng mà dạ. Cái này vào nữa thì mình còn dư mình cầm về nhà nhá. Con cảm ơn cô ạ. Con chào cô chú nha. Bây giờ chợ họ đang dọn ra hay? Không, bây giờ bán đậu. Đậu này. Đó. Cái anh ăn cá lúc nãy này. Có gần đây không anh Duy? Mình đi bộ được đúng không anh? À. Để anh Duy dò đường các bạn ạ. Nếu mà ngồi được thì ngồi. Không ngồi được. Không ngồi được. Không ngồi được. Ồ, có đoàn xe rất là đẹp luôn anh Tú kìa. Cái xe hồi xưa ha. Xe quân đội nhưng mà xe hồi xưa đó ha. Mà không có điều hòa đâu, ngày anh đi lính ấy. Xe này không biết giờ có điều hòa không? Không có, có tại có nhiều xe độ nhưng mà đa số là không có. Mấy anh em mình còn định là mua con Jeep để bao kỷ niệm mùa về. Người yêu cũng gửi lại cho mình.
Thôi bây giờ anh em mình sẽ bắt taxi và lên đường sang cái quán bún ốc mà anh Duy hôm nay sẽ dẫn bọn mình tới ăn nha các bạn. Buổi sáng thì người dân ở phố cổ bây giờ họ đang chuẩn bị hàng để bán ở chợ Hòe Nhai này các bạn này. Không khí trong lành ha. Buổi sáng mà mùa thu Hà Nội thật là đẹp. Diễm nói là giá như nha. Giá như chuyến này mình đi mà dọc hai bên đường này là những cái xe bán hoa cúc họa mi chị chơi. Ôi. cuối tháng này mới có cúc họa mi bạn Diễm ạ. À, mình về mình lại ăn mì gói, mình để dành tiền mình đặt vé máy bay mình đi ra mình mua cúc họa mi mang về Sài Gòn. Chính xác luôn. Bây giờ thì mình lúc nãy mình tính là đi xe các bạn ạ, nhưng mà có khoảng hơn 500 mét thôi. Nên là anh em mình quyết định đi bộ luôn. Nhưng mà nó lại hay ở cái chỗ là thật ra cũng hiếm khi mà tụi mình đi ra Hà Nội. Nên là buổi sáng cũng hiếm khi mà dậy buổi sáng sớm như thế này và được dạo những cái con phố thế này thì mình nghĩ ra đi bộ một xíu cũng không sao. Bạn Ánh là một người đi Hà Nội khá là nhiều lần rồi, có bao giờ đi ăn sáng mà xách theo bọc thịt như này cho bạn Ánh? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên đúng không? Sáng ra mình đi chợ mình mua thịt rồi sau đó là xách tới quán. À, cho quán cho quán họ làm cho mình nhá. Mình sẽ chuẩn bị cái thịt đó tự mua. Để trái đúng không anh Hà? Anh về nhưng mà để bọc thịt bò lại. Người đàn ông quyền lực nhất bây giờ đấy. Ở đây là đường Quán Thánh này các bạn này. Đấy, sáng sớm ở Hà Nội. Mình đi Hà Nội cũng rất nhiều lần rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái không khí vào sáng sớm như này. Đây. Bún đậu. Ngon, hay ha. Ngon nhỉ? Ngon. Nếu không ăn đi ăn ấy. Đấy, mình rất là thích review những cái món như mình vừa đi qua ha. Đúng rồi. Cho lấy giờ lại ở thêm hả? Sáng sớm Hà Nội thì vẫn còn sương mù nhẹ các bạn ạ. Bên này thì đang tập yoga này, đang thiền này. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình đi một hồi thì đã qua tới hàng cót rồi. Đang nối đuôi nhau đi tới quán bún ốc mà anh Duy và anh Hà Còi mời các bạn ạ. Tay anh Tú thì vẫn đang cầm bọc thịt bò mua ở chợ Hòe Nhai. đi đều quá anh Tú ạ. Anh Hà. Tiến thẳng vào lễ đài là anh Hà. Đi đâu mà đã ok rồi, đi đâu cả hàng thì ok. Đúng rồi. Quá đẹp luôn anh ơi. Mình nhắc lại đây là đường Hàng Cót nha các bạn. Phố Hàng Cót. Ở đây là ngã ba Hàng Cót và Hàng Chai. Quán bún ốc thì nó nằm ở trong phố Hàng Chai nha các bạn. Giờ mình sẽ qua đường. Đây, Hàng Cót và Hàng Chai đây. Sáng sớm Hà Nội rất là yên bình các bạn ạ. Yên bình gì? Quá yên bình. Trung thu này. Anh Duy tới rồi các bạn ơi. Anh Duy đi ô tô chậm hơn đi bộ. Quán ở đâu anh nhỉ? À, thằng nào cô nói có một quán bún ốc trên cái đường Hàng Chai thôi. Tối qua Hà Nội vừa mới mưa nhẹ các bạn ạ, nên là hôm nay các bạn thấy đường nó hơi ướt ướt một chút, nhưng mà rất là mát luôn. Em từ bất ngờ vì khi đến với Hà Nội, đây được xem là phố, nhưng mà nếu mà trong Sài Gòn hay một số những cái tỉnh thành miền Bắc như thế thôi, dạ, thì phố thì phải có xe đi đúng không? Nhưng mà dạ, đây thấy nó giống như một cái ngõ, một cái hẻm. Đúng rồi, nó hơi giống một cái hẻm một chút, nhưng mà diện tích cũng khá là lớn và rất là yên bình các bạn ạ. Đây hả anh? Được. Dạ, để mình đi vào cùng anh Duy mình xem cô làm một chút. Đây là quán bún ốc anh Duy mời đây. Đây 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 anh Tú đây. Anh Tú giao lại anh Duy. À xong rồi. Cho con 6 bát nhé. Em ngửi thấy cái mùi thơm chưa? Đây là nồi nước lèo đúng không anh? À, mùi rất là thơm. Cái mùi này có cà chua này. Là cái mùi gì không? Cà chua là một rồi. Dạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất của món bún ốc đó là giấm bông. À, giấm hả anh? Giấm bông. Nó
nó tạo vị chua đấy. Ừ, rất là thơm các bạn ạ. Đây, cô đang làm kìa. Lâu lắm rồi em chưa ăn một cái bát bún ốc đúng chất Hà Nội nhá. Nhưng mà hôm nay nhờ anh Duy thì hy vọng là sẽ có một cái trải nghiệm đáng nhớ. Một tô đây là khoảng bao nhiêu tiền anh Duy? Một tô đây khoảng bao nhiêu tiền? Một bát đặc biệt nhỉ? Tùy vào cái. Bát đặc biệt là bình thường là bán 40, bán thêm ít là 50 hoặc 60, 70 thì tùy, chứ còn nhà này 6, 70 có. Bán nhiều khá cao vì ở đây là bán bình dân cho mọi người ăn, dân là gọi dân nghèo, phố nghèo ít tiền nhỉ ạ. Thật sự là thế, là bán ít nhất là 40.000. Ăn thêm 50, còn ăn thêm nữa 57 chục ví dụ. Thế cho con 50 đi. 6 bát 50 nhé. 6 bát 50. Anh em mình lại bàn ngồi các bạn ơi. Và lúc này thì cái bát bò của mình họ cũng trần dùng nhé. Xong rồi này. Đó, rất là nhiều, nó làm 2 bát luôn. Này họ thái cũng khá là mỏng hay. Ngon nhỉ. Họ thái ngay ở đấy. Máy xay ở cái chỗ. Đúng rồi. Nãy mình thái ngay chỗ mua luôn đấy. Bình thường ở Hà Nội em biết là họ sẽ dùng tái và họ cho luôn vào bát bún ốc luôn, nhưng mà ở đây anh em mình mua về nhiều nên là họ sẽ nhúng vào đây. Thì anh lại nghĩ là làm cái này lại ngon, bởi vì đúng chất cái bún ốc thì nó không có những cái topping như thế này. Ốc to, ốc nhỏ và cái nước dùng đấy là xong. Có đậu hũ không anh? Đậu hũ không. Ở Sài Gòn thì mấy cái món về bún ốc hay có thêm đậu hũ? Không có, tùy dạ. Tùy từng quán. Tùy từng quán đúng không anh? Anh nhìn quán cô thì ở trong cái giòn cánh thì không có. Không có, chỉ có ốc thôi, nhưng mà ốc khá là to các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là có cái nước lèo bún ốc của cô này và cái tô thịt bò của anh Duy là quá chuẩn rồi. Đây, chị có cho lên, đây là sa tế này. À, có sa tế bỏ vào đây. Nó trưng đấy, nó trưng. Ở đây thì Dũng có nhìn thấy là miếng nào là lõi rùa, miếng nào đây, là... Miếng lõi rùa đây này. Có cái gần trắng trắng này, ngay đây luôn. Rồi, chính xác luôn. Đấy, nó săn lại. Nhìn thấy cái đường gần nó rất là khác biệt các bạn ạ. Cái thịt nếu lõi rùa, nếu như bạn nào mà đã nhìn một lần là không bao giờ quên. Và cũng không bao giờ lẫn lộn được. Mà ăn vào nữa. Ăn vào nhớ luôn. Nhớ mãi luôn. Chính xác luôn. May cho tụi em là tụi em đã được ăn một lần ở Sapa rồi nên mình vẫn còn biết cách để mình chém gió. Bún thì chưa ra nhưng mà mọi người quyết định là ăn cái bò trước các bạn ạ. Bò vừa nhúng xong rồi, đang nóng, đang thơm. Rất là thèm rồi. Sao lúc này phải nói rùa không em? Anh Hà dùng luôn anh Hà. Em ơi, đây là ớt nhá, đây là giấm nhá, em cứ ôm lấy nhá. Bún ốc ra này. Trời ơi. Nhìn cái tô này không biết là bỏ thịt bò vào đâu nữa rồi anh gì ạ. Quá đầy rồi. Rất đầy đúng không? Này đưa cho hai chị em trước này. Không, cứ để đi, năm thầu đóng mà. Đấy. Cứ để đấy thôi mà, họ ra luôn. Có đấy. Đây. Lại một tô nữa. Tô này là 50 đấy ha. Tô 50 á. Bay. Nóng đấy. Đấy chuẩn đấy anh. Xong ăn đến đâu mình bỏ bò đến đó. Dạ em cảm ơn. Đây. Nóng nhỉ. Đây anh chú chuyển dùm cho em đây. Có quẩy đây nha các bạn. Mình ăn phở ăn bún ở Hà Nội thì lúc nào cũng có cái quẩy này. Mà Diễm bỏ bò vào luôn đi. Dạ đây. Thơm nhỉ. Chỉ có ốc với lại nước dùng các bạn ạ. Có trà đá luôn này. Anh Duy có hay uống trà đá buổi sáng không? Có chứ. Dạ. Thói quen bất kỳ ai Hà Nội mà đi ăn sáng. Vậy thôi sau lần này em không cần gọi mình. Thôi mọi người ăn sáng nhá. Dạ. Em ơi. Quá nhiều luôn. Đây mời Dũng này. Dạ, em cảm ơn anh. Còn thiếu một tô nữa nha các bạn. Giao luôn mà. Đây là có ốc to, không có lốt với lại đậu. Có chỉ có ốc với bún thôi. Đây mới gọi là bún ốc, gọi là thuần túy. Bún ốc thuần túy. Mời mọi người nhá. Em ơi em. Đây tô cuối cùng. Trồng rau vào cái rau này. Wow, thơm lắm quý vị ơi. Dạ không ạ. Đây là cái bàn có mọi người hôm nay ngồi đi ăn đấy các bạn. Rất là thú vị, là kế bên này là cái hẻm của ngôi nhà ở phố cổ đúng không ạ này.
hẻm rất là nhỏ hẹp luôn. Đấy. Anh Duy vừa nói với mình ấy là để cảm nhận mình ăn đúng chuẩn nhất thì là khoan đem gì hết thì phải thử chút chút của nó chút. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Duy hướng dẫn cách ăn một tô bún ốc đúng kiểu Hà Nội nha các bạn. Có cái bò trước này chắc là phải bỏ vào cái tô rồi đúng không anh? Dạ, gọi là hướng dẫn thì cũng không đúng. Dạ, chia sẻ ha. Anh chia sẻ là đây là cách ăn của những người Hà Nội xưa ấy. Dạ. Người Hà Nội xưa nhé. Dạ. Là đầu tiên bắt bún ốc ra thì nói chung là cái mùi vị thơm lừng của nó thì không phải nói rồi. Đúng rồi. Về cái màu sắc thì em thấy là có màu đỏ của cà chua đúng không? Màu xanh của rau, rồi sợi bún trắng ngần. Và cái màu nước của nó cũng hơi là ngà một chút. Đầu tiên thì mọi người bao giờ cũng thử nước đất để là xem cái cảm nhận nó tốt nhất. Chứ họ chưa cho ớt hay là cho giấm các thứ bên ngoài vào. Dạ dạ. Đấy, vừa là thử nước lèo trước. Wow, rất ngon. Dạ. Vị chua và giấm ốc này. Và cái vị ngọt rất là tự nhiên từ cái nước ốc. Dạ. À, giấm bỗng. Giấm bỗng. Nghe em khá là lạ. Là gì không? Dạ không ạ. Cái đấy là cái gạo của anh. Cái giấm bỗng nó là cái bã rượu khi mà người ta nấu xong. À. Người ta lấy cái giấm ở trong nồi ấy. Bình thường thì họ sẽ đổ cho gia súc gia cầm ăn đúng không? À. Sẽ chắc cái nước đấy. Cái bã đấy. Cái bã đấy. Dạ. Và cái nước đấy. Nhưng mà cái giấm này họ lấy bằng cái gạo nếp ấy. À. Thì nó sẽ thơm và ngon. Tức là vừa đặc biệt rồi, vừa lấy từ gạo nếp chứ không phải gạo tẻ như là cái rượu bình thường nữa. Đấy. Bạn Diễm cũng thử luôn đi bạn Diễm. Mà ăn quản những người Hà Nội thì họ rất là nhỏ nhẹ, ví dụ họ cắp sợi bún lên rồi điểm tô thêm ốc to ốc nhỏ. Thế này thì em hơi ngại. Em hơi ngại cái khoảng này. Đấy, sau đó thì họ ăn rất là nhẹ nhàng. Hôm nào hôm qua mình gặp một anh Hà Nội, anh ăn tôm hùm á, cắn rất là nhẹ luôn. Bạn Diễm cũng đang học cách, bạn Diễm và mình các bạn đang học cách ăn to nó lớn như anh Hải và anh Tú. Diễm đang học cách nhỏ nhẹ như Hà Nội xưa. Mình đã quen ăn như thế này. Khi không làm thịt bò thì có thể là cho vào ăn cùng. Đó là những ai sở thích, còn bát bún ốc riêng ấy, thì là những này là rất là chuẩn thôi. À. Thực ra bún ốc riêng ấy, với anh ấy, anh chỉ cần có bún và nước là ăn được không? Dạ. Tức là mình cứ bỏ bò vào cái muỗng, xong mình gắp bún, mình ăn, xong mình làm một muỗng nước lèo. À, vậy. Bò em có thể cho đây, đúng. À, cho luôn. Đấy. Nhưng anh thích ăn kiểu bò kiểu ăn không, ăn khô này. À. Thì ăn cảm giác cái miếng thịt bò nó tiếp xúc với cái miệng của mình nó mềm. Nó ngọt hơn, mình cảm nhận rõ hơn. Ngọt. Đó. Bạn Diễm học cách ăn nhẹ nhàng của người Hà Nội đấy bạn Diễm. Cho một cọng. Cho một cọng. Cho một cọng và một muỗng thịt bò thật to. À. Đúng kiểu Hà Nội đó bạn Diễm à. Nhiều rau này các bạn này, rau thì trong này cũng đầy đủ luôn, họ thái nhỏ ra rồi, có tía tô này, có xà lách này, rồi rau muống, rất là nhiều loại rau các bạn ạ, có cả rau răm nữa hay sao này. Đấy. Bên kia thì anh Hà ngồi hơi xa một chút nên mình chưa quay rõ được anh Hà. Ừ. Anh Hà xong chưa anh Hà? Anh cay đúng rồi, cay rồi. Sao cái tô của anh đỏ thế? Mọi người cái tô đều một màu trắng trắng nhẹ thì anh Hà thì đỏ lừ các bạn ạ, chứng tỏ là ăn ớt rất nhiều. Có thể là đó là lý do mà anh Hà chưa lên cân được, tại vì ăn cay nhiều nóng anh Hà. Ăn cay nhiều nóng đúng không? Dạ. Ở một diễn biến khác thì tô của mình gần xong rồi. Tô của mình thì bây giờ mình mới thưởng thức các bạn ạ, bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình luôn nha. Đây, rất là đầy đây. Đây là tô bún của mình nha các bạn. Cũng như anh Duy chia sẻ thì mình húp nước lèo trước. Mời các bạn nha. Cái nước lèo đầu tiên là nó có cái vị chua như anh Duy nói, chua của cái giấm bỗng các bạn, và nó thơm khá là vừa miệng. Bây giờ mình sẽ bỏ bò vào.
Đây, bò đây các bạn này. Đó. Đây là ốc này. Con ốc khá là to nên họ sẽ cắt đôi con ốc ra. Để mình sẽ làm một muỗng vừa ốc vừa bò luôn. Mời các bạn nha. Bữa trưa ở quá chuẩn luôn các bạn. Người Hà Nội hay ăn món gì đấy? Để những cái quán. Như cái bạn phòng có thể bán vâng. Rẻ như bún chả. Bún chả. Bún chả. Rồi hoặc là những cái quán cơm bình dân bình thường. Bún đậu. Bún đậu. À đúng rồi. Buổi trưa là bún đậu mắm tôm ấy. Yeah. Đây cũng là mắm tôm xương rồi. Đây mình làm miếng này có bò luôn nha. Là cái món rất là phổ thông mà mọi người thích ăn. Đặc trưng đi vùng nào cũng có bún đậu Hà Nội. Rồi mới để ý là trong cái tô này vừa có ốc to, hai ốc to này, vừa có ốc nhỏ luôn. Đúng rồi. Đó là mình... Hai loại ốc các bạn ạ. Ốc nhỏ hình như là ốc đắng đúng không anh? Là... Ốc nhỏ là ốc gạo anh. Ốc nhỏ các bạn là ốc vặt. Bò này các bạn, ốc vặt. Ngon á. Cái bò nó mềm nó ngọt đấy nhá. Này ốc rất là nhiều nhá mọi người. Mình làm một muỗng mà đầy ốc như này đi. Ăn hết ốc mình sẽ ăn thịt bò. Thật ra mà nếu mà không có các anh thì thật sự mình thằng cháu bây giờ biết được cái quán này hoặc là cái kiểu ăn này. Đúng rồi. Cà chua thì họ hầm cũng vừa các bạn ơi. Cũng khá là giống cách làm ở các quán ở Sài Gòn. Không có hầm nhũn đâu. Này ốc to này. Quên mất ăn xong nhớ ghi chụp hình. Gọi lên mắt nữa. Gọi ra ông bác đi để chụp cho mình. Nhưng mà em thấy cái vị ốc ở đây nó cũng khá là khác nha. Cái vị của con ốc các bạn phải ăn thử mới cảm nhận được cái vị khác biệt của những nơi khác các bạn ạ. Tức là nhiều bạn này sẽ nói là ốc thì chỗ nào cũng giống nhau, nhưng mà thực ra là cái ốc ở cái quán mình đang ăn này và ở Hà Nội cái vị nó khác. Mời các bạn nha. Đây, trong này có miếng thịt rùa không? Đây này các bạn này. Đó. Cái thịt này rất là mềm luôn. Mời mọi người nha. Ở đây đang phải hút nước nè. Không, hút kiểu này là anh ăn theo kiểu là ngon quá. Rồi. Vâng, quý vị này, đúng này. Anh đã hết rồi. Và ăn xong mình phải hút. Không, mọi người không nên bỏ lỡ để nó rất là ngon. Thì sao mà các bạn xem clip của anh Duy trên kênh Hà Nội Phố mà các bạn thấy anh phải cầm tô để hút thế này, các bạn biết cái món nó ngon nha. Nhưng mà bên này bò còn nhiều quá anh Tú ạ. Bạn Diễm, bạn Ánh rồi anh Hà chắc phải ăn nhiều bò lên chứ. Đặc biệt là anh Hà á. Anh vẫn giữ ân bởi nhậu tối qua. Anh Hà thì ăn cũng mình thấy là khá là ít đấy các bạn ạ. Nãy giờ mới hết có khoảng chưa được nửa tô. Bò thì cũng còn rất là nhiều này. Mọi người ăn bò nhiều vào. Tại vì bò lúc nãy mình mua khá là nhiều ở chợ á. Nếu mà ăn không hết thì lại bỏ lại phí. Đúng rồi, phần ngon nhất của con bò đó. Nhưng mà ăn bún ngon, nước ngon là được rồi. Mọi người ăn khá là nhanh các bạn ạ. Mình vừa ăn vừa nói các bạn là lâu lắm. Mình lấy thêm bò nhiều vào. Giờ mình lấy muỗng thử xem. Đó. Mời các bạn nha. Quá tuyệt vời. Thực sự là mình nghĩ là các bạn nên ăn thử cái bò này. Ăn thử cái cách mà mình đang ăn này. Ăn hai cái quẩy. Lấy miếng thịt bò một bát này nữa. Cái này là ốc nhỏ nha mà. Có một cái điều đặc biệt mà nếu mà các bạn xem các bạn có thể để ý thì đây là một trong những clip hiếm hoi mà tụi mình quay về món đồ, món buổi sáng.
Giờ mình hay quay buổi chiều á. Vì là Dũng có thói quen là ngủ đến 9 giờ mới dậy. Đúng rồi. Trong Sài Gòn thì tụi em lại hay quay là về ẩm thực buổi chiều á, nghĩa là chiều mà sau một ngày đi làm về rồi á thì tụi em sẽ chạy đông đủ trên những cái con đường. Có hôm có thời điểm mà các bạn đã biết là tụi mình có hay chia sẻ là đi 3-4 tiếng đồng hồ mà không tìm được cái quán mà mình cảm thấy ưng á. Và đây là một trong, nếu mà các bạn mà gọi là khán giả thân thuộc của kênh Phạm Dũng thì mình sẽ biết là phải thấy vui vì thật sự là hôm nay mình được các anh đồng hành và giới thiệu cho mình ăn buổi sáng những cái đặc biệt. Bản thân anh cũng làm YouTube, anh cũng biết cái thời gian mà các bạn ấy không quay buổi sáng ấy cũng có lý do đó, chứ không phải các bạn lười đâu. Bởi vì anh em gần như là luôn luôn mỗi ngày có một cái sản phẩm mới, thì chiều các bạn ấy đã đi quay rất là mất nhiều thời gian rồi, nhưng mà tối về đến 2, 3 hoặc là 4 giờ sáng để làm video để gửi tới đơn vị, cho nên là đó là những công sức. Nếu mà không có tâm huyết ấy thì chắc chắn là không có sức để làm. Thế là mọi người nhớ ủng hộ bạn Phạm Dũng nha. Thực ra là ví dụ như là anh em mình này, đâu có phải là ai cũng tập trung cho một công việc không, mà cũng làm khá là nhiều việc nữa các bạn ạ. Như anh Tú ở lái xe này, rồi anh Dũng Béo cũng làm nghề điện ha. Anh Hà thì mình chưa kịp tìm hiểu làm nghề gì. Còn anh Hà Còi á, thì lại còn 5-6 công ty luôn cơ. Rồi bây giờ là làm thêm một kênh YouTube OK Con Dê nữa. Nên là rất là bận. Nên là hy vọng là các bạn có thời gian thì cứ ghé và ủng hộ kênh của 4-5 anh em mình. Bạn Ánh thì mới thành lập kênh các bạn ạ, kênh Ánh Cua nha. Chắc là ăn xong rồi bây giờ mình sẽ đi đâu anh Duy nhỉ? Anh sẽ mời nóng và mình đi uống cà phê dạ. Để ngắm cầu Long Biên. À, em cứ nghĩ là sẽ ra Hồ Gươm, nhưng mà bây giờ là mình đi cầu Long Biên. Cũng khá là bất ngờ các bạn ạ. Tức là khi bọn em ra đây thì em cũng buồn cho bọn em không gì nó mới hơn dạ. Nó mới thôi chứ không phải đặc biệt. Dạ dạ. Nói như thế thì mình cũng cảm được, tại vì các bạn tụi mình cũng hay chia sẻ với anh là mình ra đây mình chỉ quanh quẩn cũng không khổ, rồi mình chỉ ngồi cà phê ở nhà thờ hoặc là cái góc Phan Đình Phùng thôi, nhưng mà hôm nay thì anh chia sẻ một cái chỗ mới thì thôi. Bây giờ chắc là mình sẽ tập trung để mình ăn hết cái tô bún này các bạn ạ. Nãy giờ thì cũng quay khá đầy đủ rồi. Mình tới chỗ cà phê mình sẽ quay tiếp nha. Đấy mọi người cũng thấy nhá. Tất cả những cái bát ở trên bàn là ăn gần như là hết rồi. Mỗi bạn Dũng thôi. Mày tác nghiệp quá là chưa kịp ăn các bạn ạ. Chưa kịp ăn, cho nên đấy là cái vất vả, cái sự cống hiến gọi là hy sinh về nghề nghiệp đấy. Dạ, cảm ơn anh Duy. Bây giờ mình sẽ ăn xong và sang quán cà phê của anh Duy mời bọn mình ra cầu Long Biên nha. Anh em mình vừa ngồi đây ăn xong bún ốc của các bạn ạ. Và bây giờ sẽ lên đường đi sang cà phê. Anh Tú thấy bún ốc Hà Nội thế nào anh Tú? Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Húp xì sụp luôn. Mà đang nóng nữa ha. Ăn cả quẩy kia ngon lắm. Đúng rồi. Sáng sớm mà thời tiết nó hơi se se lạnh và tô bún nóng hổi các bạn ạ. Quá chất lượng luôn. Mình vừa ốc này vừa bò này. Phải nói là một cái tô bún mà đó giờ mình chưa từng thưởng thức nhờ có anh Duy. Mấy hôm nay là mình đang dành năng lượng để chuẩn bị đưa cho cái hành trình rất là dài của mình trong miền Bắc này. Nói là trong đây là cái thời gian căng luôn đấy. Quá căng. Bây giờ anh em mình sẽ lên đường lên cà phê nhé các bạn. Các bạn thấy là hôm nay hình như là trời Hà Nội cũng sắp mưa tiếp rồi. Thì hy vọng là tới quán cà phê trời nó mới mưa. Hello bạn Diễm, bún ốc thế nào bạn Diễm? Quá ngon luôn. Quá ngon luôn à? Anh em mình đang trên đường tới quán cà phê ở cầu Long Biên các bạn ạ. Vừa ăn bún ốc xong rồi rất là no rồi. Này là phố Hàng Lược, 36 phố phường ấy hay nha. Nhiều khi mình không nhớ hết tên nữa. Anh Duy nhớ hết tên của 36 phố Hà Nội không anh Duy? 36 là cái tên thôi mà dạ. Còn thực tế thì nó nhiều hơn. À thực tế còn nhiều hơn nữa. Ngày xưa là phố phường, 36 phố phường là có từ thời Lê. Dạ. Đã có cái tên 36 phố phường. Còn bây giờ thì nếu mà tính các cái phố ngân hàng thì nó cũng tương đối nhiều. Dạ dạ. Bên này là hàng mã. Bán nhiều đồ hàng mã các bạn ạ. Nên gọi là hàng mã. Hôm kia em dẫn vợ con em lên đây anh gì? Vợ em nhìn thấy đông người quá chạy mất dép. Về luôn là không không ngoảnh lại đây. Không ngoảnh lại. Giống vợ anh. Anh mà từ ra anh không quay clip thì đúng là anh cũng chả bao giờ anh lên. À, đông quá là không thích. Đông quá không thích. Sợ quá. Bây giờ mình lại ở đây lâu lại thích kiểu như kiểu là yên tĩnh và vắng vẻ của anh gì. Ừ. Em cảm giác phố cổ bây giờ là giới trẻ là nhiều anh ạ. Ừ. Toàn các bạn trẻ ngồi ăn các cái hàng ăn này kia thôi. Chứ người lớn tuổi thì thực ra là cái số lượng nó rất là ít. Thực ra cũng có thể là do mùa dịch. Như kiểu giống như kiểu đi du lịch nhà mình lại thích đi ngày thường. Vắng, ít người, ngày lễ là đông lắm, chen chúc.
đấy, chợ Đồng Xuân quả à, mình sau nhà mình bên phần tay phải. Ở đường sau này là có một phố bán ô mai là à, đúng rồi, nó nằm trên trục đường này này, trục đường này hàng ngang, trục ngang hàng đào đằng sau. Anh Duy, nếu mà bây giờ em muốn đi ra để đi vườn Cúc Họa Mi thì thời điểm nào em đi là hợp lý anh? Tháng 10 em ạ. Cúc Họa Mi tháng 10. Nay đầu tháng 10 rồi. Không lẽ hôm nay giờ em ở lại tới cuối tháng luôn ta. Đây ra. Thì em đi ở trên phố cổ Hà Nội ấy, em đi trên các cái tuyến đường ấy, em nhìn những cái chị bán hàng rong đây, các cái bán các loài hoa ấy. À. Mà bốn mùa thì chỉ nhìn rõ đằng sau của các chị là biết là Hà Nội vào mùa hoa gì. À. Bây giờ em đang thấy bán nhiều hoa sen này. Hoa rồi sen còn hoa gì nữa? Hoa sen không phải mùa đâu. Hoa sen hết rồi. À, lúc mà em đi ra Hồ Tây ấy, em thấy có mấy chị bán những cái giỏ nhiều hoa sen, nó xếp đẹp lắm. Em tưởng là mùa hoa sen chứ, giống như anh nói. Thế là cũng gần cuối mùa đúng không anh? Ừ, nếu mà còn thì là vẫn còn đấy. Dạ. Anh em mình tới quán cà phê rất là sớm nên là quán cà phê chưa mở cửa các bạn ạ. Và bây giờ bọn mình sẽ lên cầu Long Biên chơi và chụp hình check-in một chút. Sẽ đi lên đường này nhé các bạn, để lên cầu Long Biên. Cầu Long Biên phía sau lưng mình kìa. Sáng nay thì anh Duy và anh Hà Còi qua dẫn bọn mình đi ăn sáng khá là sớm các bạn ạ. Thời tiết Hà Nội mình thấy là không được đẹp cho lắm các bạn ạ. Rất là âm u luôn đây này. Chắc là khoảng tiếng này sẽ mưa thôi. Hy vọng là mình sẽ đủ thời gian để lên mình ngắm cảnh. Nói mưa là ra chị nghĩ là không mưa. Tại vì chị thấy ý là trong cái ngày mà mình đi đây cái thời tiết kiểu thế này, người ta lại bảo là mùa thu hay thế. Là chị nghĩ là không mưa đâu. Cái hình ảnh này mình nhìn rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nhìn tận mắt các bạn ạ. Chủ yếu là qua những bức hình hay là những đoạn clip trên mạng. Hôm nay thì cũng tình cờ thôi. Đó là cái quán cà phê mà anh Duy mời bọn mình thì nó nằm ở bên kia. 8 giờ nó mới mở cửa các bạn ạ. Nên là anh em mình tranh thủ lên đây chơi luôn. Anh Tú còn đứng đây. Ôi, cái này là chợ gì đây? Hoa quả Long Biên. Đây là một trong những chợ lớn nhất, đầu mối lớn nhất miền Bắc. À, đấy. Lớn nhất miền Bắc luôn đấy. Và nó họp vào ban đêm nhé, rất là nhộn nhịp luôn. Dạ. Đây, chợ này các bạn này. Cũng giống như là chợ đầu mối Thủ Đức ở trong Sài Gòn ha. Nhưng mà chợ này là chỉ riêng về hoa quả thôi hả anh? Ờ, riêng hoa quả thôi. Không có thịt luôn. À. Ờ. Nhưng mà chợ đầu mối là Thủ Đức là có thịt heo, thịt gà này kia đúng không anh? Đây là chợ đầu mối Long Biên này anh. Thực ra ở bên trong này họ cũng có giống như những cái chợ bình thường ấy. Dạ. Nhưng mà hoa quả nó mới tập trung. Các cái xe tải, xe điếc ấy đổ từ các vùng miền tập trung vào đây rồi đi buôn nơi. Chợ này có lâu chưa anh? Chợ này lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Chợ cổ luôn à? À, vậy là nhiều cô chú anh chị khi mà đang xem clip này thì chắc là sẽ rất nhớ cái chợ này. Có thể là sinh sống làm việc ở đây nhưng bây giờ không còn ở Hà Nội nữa. Chợ cũng khá là lớn nha các bạn, sang tới bên kia luôn kìa. Ngay sát bên cầu Long Biên luôn. Vừa ăn sáng xong bụng rất là no và đi bộ lên cầu khá là mệt các bạn ạ. Hello bạn Ánh. Độ cao nhìn xuống chóng mặt đúng không? Các bạn nhìn này, đây này. Đấy. Cái bê tông này cảm giác nó hơi mỏng các bạn ạ. Ở dưới đây là chợ này. Chợ chính thì nằm trong kia. Ngay cả những người Hà Nội thôi. Dạ. Mặc dù họ biết nhưng mà họ không biết là lý do tại sao. Ở đây thì bây giờ thì là họ chỉ cho xe máy đi thôi. Và nếu bạn em đứng ngược lại thì em thấy đúng không? Cái sự lưu thông ở trên cầu ấy, nó giống như ở bên Anh luôn. À. Đấy, em thấy tức là nó ngược theo quy luật của giao thông đúng không? Bây giờ anh Duy nói mới biết luôn. Tức là đi bên trái. Cái mình đi cái làn bên trái. Mình đi bên trái. Bình thường thì chiều bên kia là phải đi ngược lại đúng không? Đúng rồi. Phải, nhưng mà
nó sẽ hoán đổi lại như thế. Chính xác luôn đấy, may nhờ anh Duy nãy giờ mình đi mà mình không để ý các bạn ạ. Tức là mọi người đang đi phía bên tay trái các bạn này. Đó, lẽ ra là phải đi qua bên kia kìa, là cái chiều ngược lại. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ mọi người đang đi chiều bên tay trái, y như bên anh ấy. Đấy, rất là đặc biệt. Đặc biệt chính vì những cái điều nó nhỏ thế thôi thì em mới biết được là Hà Nội ấy, nó còn mang trong mình rất là nhiều những cái thói quen lịch sử, cũng như là nó giống như là giữa cái cũ và cái mới ấy, là nó vẫn còn hiện hữu. Và cái thói quen này nó đi từ cái thời mà người Pháp họ xây dựng cái cầu này. Bởi vì theo anh tìm hiểu ấy, là lý do ấy, là con cầu này bắc từ bên nội thành đi về phía Sao Long Biên, thì Sao Long Biên là hướng đi đường 5 ngày xưa. Dạ. Ấy, thì thực dân Pháp họ có một cảng rất là lớn ở Hải Phòng. Dạ đúng rồi, đường quốc lộ 5 là về Hải Phòng đó các bạn. Và họ khai thác than đá các thứ tài nguyên của người Việt mình ấy. Dạ. Họ sẽ mang ra cảng họ trở về Pháp. Dạ. Cho nên là chiều này là chiều bên kia kìa, là cái chiều chiều này, chiều bên này. Dạ. Đó là cái thuận tiện để đi về hướng Hải Phòng, không phải vòng vo gì cả. À. Cho nên là họ xây dựng như thế. Thế cho nên nếu mà em đi quá sang cầu kia bên kia thì thấy cái thiết kế của nó khác. Bởi vì giữa này có tàu mà. Dạ. Có tàu cho nên là họ thiết kế kiểu đấy để thuận tiện cho quá trình vận chuyển. Dạ. Quá đặc biệt luôn. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Đúng là nhờ anh Duy hôm nay mình mới biết được là cầu Long Biên các bạn ạ, vẫn đi theo cái lề bên trái chứ không phải đi theo lề bên phải. Và không có ô tô. Nãy giờ mình đi mình cũng cứ nhìn như vậy thôi, mình đi mình không hề có để ý được cái sự đặc biệt đó. Đây mình sẽ đi ở giữa cầu nha các bạn. Các bạn ơi, đúng như mình dự tính luôn. Vừa lên tới giữa cầu Long Biên thì trời đổ mưa các bạn ạ. Các bạn thấy là cơn mưa rất lớn đang kéo lại luôn. Thực sự hôm nay là một buổi sáng rất là tuyệt vời khi mà mình được anh Duy và anh Hà Còi, kênh Hà Nội Phố và kênh OK Con Dê dẫn mình đi ăn và lên một cái địa điểm lịch sử rất là đặc biệt này. Bây giờ trời mưa rồi, chắc là anh em mình cũng kết thúc clip ở đây thôi anh Duy, anh Hà ơi. Cảm ơn anh Duy, anh Hà rất là nhiều. Dạ, chạy ngay đi, không có mưa. Ở Hà Nội nhá, ai có dịp thì có thể liên hệ với Duy hoặc là đăng ký trải nghiệm quả dưa. À, cảm ơn chị rất là nhiều. Đăng ký kênh OK Con Dê để xem các món về dê. Chính xác luôn. Bây giờ anh em mình cũng xuống dưới kia ngồi cà phê các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình trong cái hành trình sắp tới nha các bạn. Và Diễm chưa chào mọi người nha. Chào mọi người. Đây có lẽ là video trong ngày cuối cùng mà tụi mình ở Hà Nội rồi. Thật sự thì những ngày qua ở Hà Nội rất là vui các bạn ạ. Mặc dù không có quá nhiều vật lý của Hà Nội nhưng mà đây là cái thời gian tụi mình tận hưởng cái anh em giao lưu với nhau, đặc biệt là gặp anh Hà và anh Duy là tuyệt vời nhất. Đó là những cái điều mà trọng tâm của chuyến đi lần này. Hy vọng là thời gian tới sẽ được đón anh Hà và anh Duy cũng như là khán giả trên kênh của OK Con Dê và Hà Nội Phố. Có gì lại vào Sài Gòn tụi mình sẽ chào đón các anh bằng những cái món ăn ở trong Sài Gòn. Dạ cảm ơn anh Duy. Chào bạn Ánh nha. Bạn Ánh 18. Số áo lạnh 04 nhá.